chị á thì mà thì mình để nữa. Thì thử đặt coi thử chưa? Rồi mày hắn có ship gì lắm. Mày lấy cái bằng ship đúng không? Mai thì đặt thử vào con đi ship không? Thắng anh. Chị Phượng ơi, anh ship bớt đi. Mày nói mà tập tí mà nói mày cứ mấy tháng đây không dám mà đây. Em chỉ tháng đâu? Đăng ký đây đăng ký đồng ký tháng à? Chị đăng ký tháng trong tiền thầy có mấy em nào em bảo đối nhảy theo đối anh về không nha? Mỹ liều hôn, sự cười, bốn mười luôn đấy. Cho mình cái đâu đẹp em? Đó ba cái đẹp quá rất đẹp. Quá đẹp ngon mình luôn. Nhưng mới đến quá. Đây, bé. Lấy cái gì mà quỳnh qua đây. Đẹp quá trắng rồi đó, còn đẹp à, con qua cháu phải chỉnh lại đi. Cái này gương chỉnh lại đi con ạ. Mới nấu xong cá hả? À. Nấu ăn chưa? Mới nấu. Chứ có còn nấu chi? Thì học cái hoài muốn. À. Chứ chùa đâu học về nấu ăn. Chùa về nấu rồi, nấu ở nhà tôi đâu cái để chạy đi chùa đâu đó. Con có hai mẫu con đi tôi được. Con có hai mẫu nữa. Thì nha nha, con có hai mẫu rồi nhìn ngoài nữa. Con có bộ điện thoại nha.
không thì ngồi ra cái bàn này. Ngồi đây. Xích ngồi ra đứng dậy, xích ra. Yeah.
được chi, đúng không? Chứ đến một tỉnh một khác là được. Con mà vận chuyển nắm vận chuyển kia là thôi. Đến một tỉnh một khác là... Không được thì thôi, có nhiều đàn không mất tiền. Tự nhiên đi xuống đây tao đi lấy bánh gì. Tao mới thưởng có hải đạt không? Lấy đi thưởng à. Lấy mí nó. Mí bay áp mà. Em chỉ bay áp rồi, em có đạt. Bay áp mà đấy tao biết bị nghiền lắm. Chỉ có bay áp mà. Mày nhờ người mà nó chỉ để em hấp tiền chứ. Thank you.
Cho anh Huy là phải cho chị sắp về cây nữa. Chị sắp cho mẹ tắm, cho mẹ tắm. Đấy, hai cây đây. Không, một cây nữa để em túi về. Anh Huy ăn anh chị sắp hết rồi lại. Chị sắp không tội gì nữa. Rồi cho chị sắp rồi, không cho anh Huy không. Khoan từ đây ra. Mua được là alo. Wow, ôi, em đi vừa đâu bỏ tao muốn lấy cho cái nớ thôi, cái không đi bác bỏ tủ cho em đây, bỏ tủ lạnh nhá. Dạ, thế nào, mang lên đây tiên nhá. Bỏ tủ lạnh đấy nhá, có anh biết là gì không? Cẩn thận bắt tay điện ra đâu. Cẩn thận nghi về điện là bệnh tim hóa.
Một thứ mà nó buồn. Này chú Vy hắn có để cho cái mồm nước nữa.